Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trên tay nhanh cái sản phẩm đèn flash mới của Canon EX470 AI. Vì nhìn vẻ bên ngoài thì nó vẫn là giống như ba cái đèn flash khác, nhưng mà ở đây thì các bạn có thể thấy rõ là nó có thêm nút AIB, tức là đánh pulse thông minh. Và đây có thêm một cái nút nữa, nút gạt. Thì gạt có 3 nấc, tức là 0 độ và S và F. S tức là semi auto, còn F tức là full auto. Nó sẽ hoàn toàn tự động điều chỉnh cái flash cho ánh sáng đẹp nhất. Và các bạn thấy ở đây có cái nấc là nó ghi là 0 độ ha. Thì khi mà chọn cái nấc này thì đèn flash dù ở góc nào thì nó cũng sẽ quay về hướng thẳng với chủ thể. Mặt trước thì vẫn như đèn flash khác và nó có thêm một cái vạch đen. Cái vạch đen này dùng để đo cái khoảng cách từ máy cho tới chủ thể. Cạnh bên thì chúng ta thấy là nó có cái khe để pin ha. Và đặc điểm ở đây nữa là nó có cái nút angle set. Nút này dùng cho cái chế độ gọi là semi auto ha. Khi mà mình set cái góc mình mong muốn thì mình xoay máy ở bất kỳ góc nào thì nó cũng sẽ quay trở về cái góc đó. Theo như Canon cho biết thì cái flash này chỉ tương thích với các dòng máy sản xuất nửa sau của năm 2014 cho đến nay. Thì đây Khánh đang sử dụng một con 5D Mark 4 ha, để có thể thử cái tính năng này. Khi mà bật máy lên thì mình phải nhấn vào cái nút AIB này ha. Nhấn cho đến khi nào mà nó hiện cái đèn xanh lên. Thôi, mình sẽ nhấn. Các bạn thấy là nó sẽ chớp flash để tìm hiểu cái môi trường xung quanh ha, qua ống kính. Thì ở đây Khánh đang để là full auto ha. Thì mọi người thấy là nó đã tự đo và cho ra ảnh chụp. Và bây giờ Khánh nghiêng. Khi mà mình muốn chụp thì mình phải nhấp 2 lần để chịu đựng. Các bạn thấy là flash đang tự quay, khá là thông minh để cho ra một cái bức ảnh đủ sáng và đẹp. Và ở đây thì Khánh thử thêm tính năng Semi Pro. Mọi người thấy là Khánh có thể bấm cái nút Angle Set ha. Thì Khánh sẽ set nó nằm ở đây, buông ra. Ok. Bây giờ Khánh có quay, nó cũng sẽ theo chiều này đúng, giữ đúng góc Khánh muốn. Ok, bây giờ quay lại, nhấp 2 lần, nhấp chụp. Các bạn thấy là nó quay về góc cũ ha. Vừa rồi Khánh đã trên tay nhanh cái sản phẩm đèn 470 EX AI thông minh của Canon. Thì hy vọng rằng Khánh sẽ có thời gian đào sâu thêm những cái tính năng thông minh của cái đèn flash này và có những cái ảnh chụp từ cái đèn này cho mọi người xem. Xin cảm ơn mọi người.